Đây đó. Mình quay quay hoa và lấy đẹp cái ba cái ô đây, đây còn một ô rồi, đây ngoài này nữa, ba ô lần gần gần nháy, kia một ô nữa, bốn ô. Xin chào các bạn. Chán ô tô nhà xe à, bác lại xe đẹp bây giờ đến Phú Cưng. Nước ngoài nó sẽ nuôi sư tử. Khổ. Mình nuôi không đủ cho nó ăn. Thức ăn cho nó ăn. Không có khả năng. Hai con này nó ăn bằng hai người. Hai bố con. YouTuber này cũng rất tiền. Nằm xuống, hai con nằm xuống. Nằm xuống, nằm. Nằm. Bốn nằm, mình nằm, nằm xuống. Nằm. Nằm xuống sân sạch nè. Nằm đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Chim này to lắm. Nó phủ trong trong cái chim nó khoái à. Con này bị nó phủ giống tích rồi. Nằm xuống, nằm. Nằm xuống. Giờ có xích. Nằm xuống. Vì cái roi kia, không sợ được. Nằm xuống, cái này nằm xuống. Nằm xuống sân. Nằm xuống. Nằm. Nằm xuống. Nằm đúng rồi, nằm xuống. Thế đúng rồi. Con kia đã ra, nằm xuống. Cầm roi nó sợ nó vào luôn. Con này nó nằm rồi. Nằm im. Cong đít lên, cong mông lên. Cong mông lên. Cong mông lên, hai tay vẫy vẫy. Tay đâu? Ờ. Nồi nhà.
không cắn thật nhá, nó cắn suốt hết rồi, mẹ nó cắn thật, nằm xuống, vần thôi, vần thôi, không cắn thật, còn được con cá thì chưa tách. Anh nhớt ra kia con kia nó không ăn nữa. Anh nhìn vậy. Nằm chưa? Nằm xuống. Mau mấy kinh nằm xuống. Nằm xuống rồi mà. Nô cho mệt. Nô là nhốt đấy. Bên kia nằm xuống. Mau, nằm xuống. Mau. Kinh con chó lông xù mai nó cắt đi. Giờ lông nó lại thành lông bình thường. Nó cắt hết lông. Cái mai cắt hết lông. Là nó đang dài xù to lắm. Nên xù ra nó dài lắm. Nằm xuống. Mau. Mouse. Mouse. Nằm xuống. Nằm ở sân. Nằm xuống. Ai bỏ vào chuồng đâu. Cầm roi nó vào chuồng. Nằm xuống. Nằm xuống, không đi vào chuồng mà nằm xuống. Nằm xuống đây. Để con đang quay cho mọi người xem. Đấy, phải theo. Nông nó xù nè. Cắt mất một ngang gì đấy. Là nông nó xù nè. To mà chân nó to lắm. Chim nó to lắm. À, chỉ nó to lắm. À. To lắm. Nó thượng nhìn to lắm. Nằm xuống. Nằm xuống. Nó lại có 4 hạt. Đây. Đây là 4. Đây. Chân nó to mà mình. Cắt dao lạnh. Nó cho đứng được mà đứng. Ô nó đéo sợ xứng. Lát sáng.
là cắn sướt hết người, sướt hết người, sướt hết người, nù nhỏ cắn nhau, tí là phải nhốt rồi, riêng này. Con này mãi chẳng có thai. Nó phố mà không có thai nó cũng bé rồi. Cái tinh trùng nó chưa ngoãn. Mấy con này không có nhặt nằm xuống. Nằm xuống thế này. Nằm xuống. Nó còn bé. Ây xì. Con nằm xuống. Nhận nó cắn, rồi giờ nó cắn kìa. Nằm xuống, nằm. Nó lại có 7 vú. À. 1 vú này, 2 vú, 3 vú, 4, 5, 6, 7 vú. Lại có chấm má dầu lắm này, con này. Chấm đen ở má. 3 chấm và một cái má hai bên nữa. Cái nạ. Con này khôn lắm. À, 4, 5, 5 chấm. 1, 2, 3, 4, 1 chấm. Đấy, bên đây 2 chấm này. Đây nữa. Dưới cầm 1 chấm nữa. Ngớ lên cho xem. Với cả 1 chấm nữa. 5 chấm. 7 vú 5 chấm. 57. Làm cho cái. Như là bình luận của mình trong TikTok đúng không? Có cái đúng. Chó. Ôi không cắn, không cắn xuống. Vần mà ốc. Sướt hết người nha. Rồi chào các bạn, mình cho nó vào chuồng. Bạn nhớ đăng cái kênh của mình nhé. Như là mệt mệt nhìn cái con chó này cũng nuôi như hắn.